Trích đoạn phim kỳ thực tập ở Canada của tôi trong tháng này. Susan, tình huống này rất phức tạp. Ông ấy phải đi theo tiếng gọi của lương tâm, nhưng họ đã mớm cho ông ấy chức bộ trưởng. Điều này khiến ông càng rơi vào thế bế tắc. Phải nói thêm là cậu thấy Susan không? Dí dỏm và sâu cay, theo tờ Bưu điện Huffington. Nghệ sĩ Gibor kìa. Cái quái gì thế? Gibor. Steve Gibor. Gibor. Vai trò của Souverain trong cuộc trưng cầu của ông là gì? Cậu ấy là tai mắt của cộng đồng quốc tế. Miền Nam đang gửi những quan sát viên đến miền Bắc đấy. Nếu họ muốn. Xin lỗi, mời câu hỏi cuối cùng. Ông Gibor, xin cho biết, ông có bị hấp dẫn bởi vị trí bộ trưởng không? Đừng nói nữa. Câu hỏi đó là sao? Ông Gibor, tôi là mẹ của Souverain. Vâng, rất hân hạnh, thưa bà Pascal. Cậu ấy đang làm việc rất tốt. Người dân ở đây đang nói con tôi góp phần đưa Canada vào cuộc chiến. Kìa mẹ, nó mới 22 tuổi. Không phải đâu bà Pascal. Con trai bà không đẩy ai ra chiến trường hết. Nhân danh một người mẹ, xin ông hãy khiến nó thay đổi định hướng sự nghiệp. Tôi hiểu, nhưng cậu ấy đang ở cạnh những người tốt. Xin lỗi bà, tôi phải đi đây. Ông Gibor. Gibor. Trích đoạn phim kỳ thực tập ở Canada của tôi trong tháng này. Vì thế chúng ta phải chặn cả con đường này. Vì tinh thần đoàn kết. Vì tinh thần đoàn kết. Để tôi nói thẳng nhé. Các anh chặn đường để người Algonquin không phải nhúng tay vào à? Đó là lý do của các anh sao? Thay vì sỉ nhục chúng tôi, anh phải ủng hộ chúng tôi chứ. Anh điên à? Ủng hộ các anh sao? Bố ơi, con muốn tôi. Kìa ông Gibor. Nghe này Rodinke. Ông Gibor, tôi phải đến Phin Mông. Nghĩa vụ công dân của anh là phải mở đường cao tốc. Cái quái gì thế? Ý em là sao? Ghê thật. Cái quái gì đây? Nói không với chiến tranh. Đạt giải phim Canada hay nhất tại Liên hoan phim Toronto năm 2015. Lựa chọn là của bạn. Cinema World, thế giới điện ảnh của bạn.